Yeah. Xin chào mọi người. Xin chào các bạn. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình chuẩn bị rất là nhiều bánh trưng các bạn nhìn này. Sắp Tết rồi các bạn chưa? Wow. Đấy, bánh trưng tròn, bánh trưng vuông các bạn ạ. Thì các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục series thử thách người cuối cùng ngừng ăn bánh trưng các bạn nha. Hình thức chơi rồi anh nhỉ? Rồi. Hình thức chơi ngày nay chúng ta bốc thăm vào loại bánh trưng nào chúng ta ăn bánh trưng đấy nhá. Bánh trưng nhỏ ăn bánh trưng nhỏ ạ. Bánh trưng vuông to, bánh trưng vuông tròn to. Đấy, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy. Thưởng như nào? Thưởng trọng lắm đấy. Thưởng mình trao người thắng cuộc là 5 triệu đồng các bạn ạ. Cái hình phạt. Phạt nó nhầy. Đấy, hình phạt đấy các bạn ơi. Bắt chống đẩy 50 cái bạn nhá. Yeah. Được. Hiểu chưa? Ấm các bạn. Ấm đấy. Đấy, chắc ấm ấy, ấm đấy anh. Mỗi người hai cái này chắc chạy mất dép các bạn nhỉ. Rồi, thì các bạn thấy video mình hay nhớ like, chia sẻ cùng mình nhá. Người chơi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, rồi, ai bốc trước đây? Cho Lương bốc trước đi. Ai bốc còn phải ăn cái chân nhau bốc. Lương bốc về. Ai tranh nhau? Chẳng ai tranh nhau ở đây cả. Chẳng ai là muốn tranh nhau anh em ạ. Bốc bạn nhá. Rồi. Bánh trưng tròn to đây. Rồi. Bánh trưng nhỏ. Bánh trưng nhỏ. Bánh trưng nhỏ. Bánh trưng nhỏ. Bánh trưng to anh ạ. Rồi. Đen thế. Em ở giữa đen thật đấy các bạn ạ. Ok. Rồi. Thôi. Các bạn ơi. Bánh trưng nhỏ của Lương nhá. Mày thế nhở. Đấy, anh Hương, anh Hoàng là bánh trưng tròn to này. Kiếp mình bánh này phải to gấp 4 lần của Lương các bạn. Rồi. Bánh trưng vuông to là của Bách. Mình cũng to anh em ạ. Bánh trưng nhỏ của Khánh này. Em xin anh nhá. Cháu xin. Rồi bắt đầu đi. Các bạn ơi. Đấy. Yeah. Bánh trưng còn lá rong còn nếp các bạn ơi. Sao đến Tết này có bánh trưng ăn là ngon này các bạn ạ. Rồi. Không có không khí Tết đấy các bạn. Ăn bánh trưng này nó dính tay lắm các bạn. Dính. Đổ lên các bạn ạ, sắp đến Tết rồi mọi người ơi. Đấy, hôm nay ai là người cuối cùng ăn bánh trưng sẽ là phần thưởng của mình các bạn nhá. Chắc là ngại là mình hoa vanh rồi. Thôi, anh ngại giờ. Bỏ ác anh em tranh nhau mình, giải nhất nhì phải không? Mình cũng nghĩ là mình các bạn. Đang bóc vỏ ra các bạn nhá. Các bạn ơi. Mình. Các bạn, riêng mình các bạn. Mình không để ra đĩa mình ăn này cho nhanh các bạn. Rồi. Các bạn ơi, mình bóc không rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, bánh trưng mềm phết các bạn, nó có nhân các bạn. Bánh trưng đỏ. Trời, nhân đỏ à? Không, có nhân vàng quên. Nhân đỗ. Nhân đỗ, vàng nào. Các bạn nhỉ. Cho cánh gì vì bánh trưng này. Mấy bạn nhá. Các bạn. Ngon đây các bạn. Wow. Ăn thế nào? Nó mềm yeah. Vậy nhá, nó mềm. Dẻo. Đấy. Nó dẻo, nó thơm. Chắc là người chơi người ta lâu lắm rồi không ăn bánh trưng nhỉ. Chơi đầu tiên này. Ngon đấy nhỉ. Đấy mới được ăn đấy các bạn ạ. Mời các bạn nhá. Cố lên. Các bạn nhá, có nhân vàng vàng đỗ rồi các bạn ạ. Thơm thật các bạn. Đấy nhân đỗ. Nhân đỗ các bạn. Bách, bóc mãi không xong cả bánh trưng các bạn ạ. Bóc bụng vào các bạn. Rồi. Bụng cái gì. Ai à, có cả nhân thịt các bạn. Rồi. Mình ăn mãi nhỉ, với thịt các bạn ơi. Bánh này ăn mình thấy nó vừa các bạn. Thơm đặc trưng của mùi bánh đấy. Bánh các bạn nhé. Cái bánh trưng của Bách có khi là to nhất các bạn nhỉ. To rất nhiều vỏ anh em ạ. Nhưng mà vỏ bánh thì ngon hơn đấy các bạn. Bánh gấp đôi tớ. Lương ăn thế nào? Gấp đôi. Đấy, Lương may mắn là bánh trưng bé các bạn nhé. Bé nhưng mà cũng mà nặng phết các bạn. Rồi. Đấy, anh. Ủa. Hoàng này của anh cả một cái. Mình ơi các bạn nhá. Mình có cả thịt bên trong nữa các bạn. Đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, bánh trưng này bình thường mình chỉ ăn mấy khoanh thôi các bạn ạ. Nhưng đây của anh cả cái luôn. Một cái thì cả nhà mình ăn nếu mà cả nhà ăn cả nhà luôn các bạn. Cả nhà ăn rồi. Rồi, có ai chịu thua chưa? Được, mất ông đầu sao ra chuyện rồi anh. Đấy, Lương sắp hết rồi à. Các bạn hết lửa cái. Nhìn đỗ anh ngon nhỉ. Nó ăn thật. Cái bánh của em toàn đỗ ra, không có thịt. Thế là bánh trưng này là bánh trưng không phải bánh trưng nhân thịt rồi. Sao người ta quên các bạn. Năm nay nó kém như thế thôi. Rồi. Các bạn chết ăn bánh trưng này có tuyệt vời luôn các bạn. Ngon không? Rồi anh ạ. Ừ. Ừ. Ý, cái bánh trưng của Bách ngon đấy nhỉ.
To lắm ạ. To như cái mạch bánh luôn chú bạn. Đấy, ăn bánh trưng nó có mùi lá dong các thứ nhỉ? Vâng. Nó có đỗ thơm. Thơm và mùi hạt tiêu nữa các bạn, nó có cả hạt tiêu nữa các bạn nhé. Đấy. Nhưng có vẻ nhân đỗ hơi nhiều bạn nhỉ? Nhìn bạn nhìn này. Mình thịt đỗ này. Thịt này. Chả thấy thịt đâu. Cố lên. Đây có mình miếng có thịt mỡ các bạn. Miếng mỡ. Thực ra là có thịt ăn bánh trưng nó béo nó ngon. Cố lên. Ngán ngẩm gì chưa? Chưa. Cái bánh trưng vuông to là to nhất các bạn ạ. Tao để bánh trưng tròn tờ này bạn nhé. Cố lên. Đấy, các bạn mình bỏ vỏ ra luôn các bạn ạ. Rồi. Thánh ăn thế nào? Ngọt đấy ạ. Nó có nhân. Đấy, nhìn. Nói chung là ăn bách ăn hết cái này là cũng lưng lửng bụng hết các bạn ạ. Chúng no lắm ạ. Cố lên. Các bạn ơi, các bạn thấy video này hay nhớ like, chia sẻ ủng hộ mình các bạn nhá. Đấy. Gần Tết rồi, ăn bánh trưng để gọi nhớ ngày Tết các bạn ạ. Nhớ không khí Tết các bạn ạ. Rồi, cố lên. Mình quay hết cái này cũng lưng lửng các bạn. Mình ăn bánh trưng giá thôi các bạn. Bánh trưng rán thì nó thơm, nó tròn ấy, nó giòn. Các bạn nghe là có xỉn, nó còn béo ngậy nữa các bạn. Mình gần hết rồi các bạn ạ. Dương với lại Bách, với Khánh hết, gần hết nhá. Các bạn ăn bánh này dính tay thật các bạn. Lương hết rồi các bạn ạ. Ghê chưa? Các bạn mình chốt luôn các bạn nhá. Rồi. Rồi Khánh hết rồi các bạn nhá. Đấy, Bách còn nửa cái. Chết rồi. Vâng. Yeah. Anh Hoàng ăn thế nào? Người ăn nhiều nghe anh ạ. Cũng bắt đầu thấy ngấy ngấy rồi các bạn. Bánh trưng này không, ăn không được nhiều bạn nhỉ? Đúng rồi, bánh trưng này ăn không nhiều mà nó sẽ ngần đến tối luôn đấy. Mình ngấy á. Mình thơm một cái cả nhà anh đây một mì quay ăn một cái em ạ. Ngấy ấy. Bách có cái bánh trưng to ăn gần hết rồi. Cái này chắc nhà Bách làm gì có bánh trưng mà ăn các bạn nhỉ? Ừ. Cố lên. Có rồi Bách. Ngay rồi, còn chua. Nhìn mồm anh Hoàng bạn này. Giờ nó đầy cái vừng vừng của bánh trưng các bạn ạ. Thì là nó khô nhỉ. Nó khô, bong lên, bong lên. Nó kết là dâu ấy nhỉ. Khi này rổ phát ra luôn. Ủa ơi, Bách ơi. Đấy, Bách cũng sắp hết rồi bạn này. Nói chung cái bánh trưng này ăn nó rất là mềm. Dễ nuốt bạn nhá. Ăn nhiều bị nghẹn. Ăn nhiều quá nghẹn. Không nghẹn đâu các bạn, mình thấy dễ nuốt đâu các bạn ạ. Lại mình chơi miếng này, to à, chỉ ăn đây dính tay dính môi các bạn. Dính. Mà ăn cái này bẩn thật các bạn. Này dính. Thế anh chịu thua chưa? Chưa anh ạ. Bẩn chịu thua đây. Còn lâu nhá. Bạn với người chịu thua này có ai? Hãy mộ ăn các bạn ạ. Ủa đây anh làm sao hết được các bạn mấy, ơi. Mấy ông này mình bắn cho bắt bay hết các bạn ạ. Ừ. Thử bắn cho bay không? Thấy các bạn chưa? Ủa bánh thì tớ bay ấy. Tí tí bạn tớ búng bay hết các bạn ạ. Cố lên. Bạn tớ búng được bay không ạ? Đây, xưa nói đi học về mình phải ăn hết bao nhiêu nhỉ? Cái bánh trưng các bạn. Thật của anh cái này xong lưng lửng luôn các bạn. Cố lên. Nói chung là cũng sẽ lo đấy các bạn ạ. Sẽ lo, lo mà. Các bạn ơi, ăn cái này sắp tiện. Đang nói. Cố lên. Hết chữ. Bánh hết chưa? Cái này ăn đấy. Chưa, không phải ăn cơm các bạn ạ. Rồi. Đúng đúng quá. Mình ngây ngấy rồi các bạn. Nhưng mà của lếp này mình khỏe công nhận không ai ăn được nhiều luôn các bạn. Chuẩn, nó ngấy mà. Như ăn xôi vậy, cùng lắm. Cố lên. Cái này ăn đỡ. Chưa đỡ phải ăn cơm các bạn ạ. Chưa nay mà nó ăn cơm nữa thì mình lại luôn các bạn. Cố lên các bạn ơi. Bánh trưng các bạn ơi, mình nhớ đến Tết các bạn nhỉ. Tết bánh trưng là ngon lắm các bạn nhé. Ôi trời ơi, Bánh anh gần hết rồi đâu nữa các bạn ạ. Bánh xong hết rồi các bạn này. Đấy, còn một tí thôi. Đấy, anh Hoàng chốt rồi này. Mình chốt cho bạn nhé. Đấy các bạn này. Chốt đây. Anh Hoàng chốt rồi bạn nhé. Đóng ghẹt đấy. Rồi anh Hoàng. Wow. Bánh này chốt đi, tớ thèm lắm rồi đấy.
Rồi. Giờ con mình bắt khỉ các bạn nhá. Tốt đi. Cố lên. Tôi im. Chốt. Tống hết vào, tống hết vào lô mê. Con máu này chưa chắc là nhanh hết đâu các bạn ạ. Đào A A là bác thử A là. Wow, yeah. Yeah. Rồi, yeah. Nắc. Có ai thua chưa? Chưa. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok. Hai ông thắng trước đây. Hai anh em mình đã trước lấy rồi. Đến thế anh đi. Ai bốc một dòng ngoài ăn. Thôi anh ha. Chữ dài lắm các bạn. U của mình chữ dài lắm các bạn ạ. Của mình là bánh trưng nhỏ các bạn ơi. Rồi. Điện tê. Lên lên. Wow. Bánh trưng vuông to à? Các bạn ơi, bánh trưng to các bạn ạ. Bánh trưng nhỏ á? Bánh trưng tròn to. Tròn to. Ok. Rồi các bạn ơi. Lưng núi các bạn này. Bạn này chắc ca các bạn ạ. Yeah. Anh Hoàng nhá. Mày quá đấy. Ôi Bách. Không kẹp lưng núi. Bách bách đèn thật. Đấy. Các bạn cánh ơi. Nào? Mình là bánh bánh bé các bạn ạ. Rồi, bắt đầu. Bánh bé các bạn nhá. Đấy, cánh bánh mày, bánh. Cánh này mày thật. Mày cỡ nào đi lại vào khổng lồ cho mày xem. Lâu nhảy lên này ăn chậm bây giờ. Cái bánh trước này hơi nhiều dây các bạn ạ. Đấy, lương mà ăn hết cái bánh này là cũng đẳng cấp đấy các bạn ạ. Chuyên quả tuyệt vời luôn anh em ạ. Kiểu gì cả rơi đĩa vỡ. Thợ ăn bọc bạch này vụng thật. Cái gì mà vụng. Rồi bóc nó phải bánh trước này công đoạn bóc dây là rất là lâu. Nếu mình có ở nhà bóc bánh trưng thì mình cũng thấy lâu rồi cái bóc vỏ. Dính. Vừa dính vừa vỏ nhiều anh em ạ. Nó hơi nó dính, nó khó bóc lắm các bạn ạ. Bóc làm sao để cái bánh trưng nó lại không dính vào tay các bạn ạ. Dính nó vẫn dính thôi các bạn. Đẳng cấp. Rồi. Ai sảy. Mình ăn luôn các bạn ạ. Có khi anh Hoàng với Khánh ăn xong bánh trưng mà lương chưa bóc xong. Mời các bạn nhá. Ui. Nhanh thế nhỉ. Mày cắn một miếng các to bạn. Này mà vẫn chưa thấy nhận đâu các bạn. Đấy, cái bánh trưng mình lương lên chứ. Các bạn, cái bánh trưng này mình dính chặt các bạn. Dính hết mồm. Rồi. Hôm nay lạnh lắm các bạn ạ. Ăn bánh trưng này quá ngon. Ngon. Ăn bánh trưng này xong là lúc ạ hay bị cay các bạn. Chua. Cay. Cay dạ. Cay. Có cay cho anh. Cố lên. Đấy. Yeah. Lương chắc ăn cái này ra các bạn ạ. Em gái mình ăn như trâu rồi. Bay ra đi. Chắc cái này hết rồi. Ra đi. Cố làm sao hết cái này được. Ra đi. Bạn biết lực ăn của chứ rồi đấy. Ôi trời ơi. Anh ăn thế nào? Nó mềm, nó có nhân các bạn. Đấy. Ui. Cái quả bánh này chắc 1 cân các bạn. Như còn cay các bạn ạ. Cái đấy chắc cay hơn cân các bạn. Con cay gọi ông cu. To đúng vào mặt nương luôn các bạn. Đúng rồi các bạn. Các bạn xem video là chụp cho mình kiểu ảnh nhá. To à, dã man các bạn nhỉ. Đi bánh. Cố lên. Cái chắc càng to hơn người yêu chị Nương các bạn. Yeah. Ăn đầy bụng đấy. Đầy luôn được. Rồi. Lương ăn thế nào? Ngon không? Bánh này nó ngọt răng luôn. Ngọt răng luôn. Bách ăn thế nào rồi? Nhỏ rồi anh ạ. Nó thì ra ấy. Ra chưa? Chưa. Kinh. Bánh mà bánh ngần quá. Cố lên. Nó nhiều dỗ quá các bạn ạ. Dỗ nhiều. Vuông to này nó to nhất bạn nhá. To hơn bánh tròn các bạn ạ. Cố lên. Mình chắc 1 cân rồi các bạn. Mình nhìn người chơi ăn bánh trưng mà mình thèm các bạn ạ. Nhớ mùi Tết thế. Nhớ bánh trưng to cho caramel cái. Caramel ăn không? Không. Mình không ăn các bạn ạ.
tí người chơi ăn không hết thì mình ăn ăn lại của người chơi các bạn nhỉ. Cố lên, nhưng mình sẽ không ăn lại của Bách. Đúng rồi, Bách tao không ăn lại của Bách. Bách mồm thối lắm các bạn ạ. Cố lên. Đấy, anh Hoàng cũng may các bạn ạ. Và mỗi người chỉ ở đây có Khánh là may nhất. Khánh may nhất nhỉ. Chắc hôm nay sáu rồi bạn. Bởi vì Khánh là từ nãy là từ đầu đến cuối là toàn cái nhỏ các bạn ạ. Đỏ á. Đỏ đấy. Đỏ như đấy, son. Em gái ăn phùng mồm lên rồi. Rất là vô địch. Đấy, em gái mình ăn hết cái bánh trưng kia cũng rất là giỏi các bạn nhá. Hôm nay Việt Nam bóng của ông Bách. Hôm nay, đúng rồi nhá. Các bạn ơi, hôm nay mình chỉ số 2-1 của Thái cùng Việt Nam nhá các bạn nhá. Thì hôm nay đi bão nhờ. Bác không làm được bão. Hôm nay hôm nay chỉ đi bão. Bây giờ mấy giờ nhờ? 7 giờ. 7 giờ. 7 giờ. Nhưng Thái là đá này các bạn nhờ. Mình chắc là mình đang thắng 2-1 được các bạn. Nó nhiều. Ô, hôm nay gặp lại đội nào ấy? Đỗ. Thái Lan là lượt về phải không? Đúng rồi. Cố lên. Trốn luôn các bạn. Đấy kìa. Anh Hoàng đã hết. Rồi rất nhanh. Anh Hoàng mừng gặp thật. Cái bé á. Cũng đấy rồi các bạn. Rồi. Đấy. Khánh vẫn còn nửa cái bạn nhé. Thôi đừng bỏ ra cho chúng ta các bạn. Rồi lương khả năng không hết rồi. Bình tĩnh. Cố lên. Nghe có nhiều lỗ nhỉ. Ừ. Thấy nhiều lỗ mẹ này. Cố lên. Cần lỗ rồi. Đấy, Bách ăn rất khỏe bạn nhá. Khỏe thì rất tạp sớm không ạ. Rồi nói chung là Bách cũng ngán ngán rồi đấy. Có ai thì thua chưa? Thua. Đấy, Bách cố lên. Các bạn, mình ăn là nhỏ cân mà đá rồi các bạn. Khánh từ đời là không ăn hết các bạn ạ. Cái bé tí kêu ngán. Cái bé tí, lương thế nào đấy? Vì cái lương nhiều đỗ vì thật các bạn. Hết đỗ các bạn này. Được. Bị nghẹn đấy. Cố lên. Mình cứ sợ mấy bạn kia đây mình chốt đùa đấy bạn. Mình cay cả bụng các bạn. Mình cũng nhỏ lắm. Nói chung là bánh hai bánh trưng to là cũng khủng khiếp rồi đấy bạn ạ. Được cái bánh trưng vuông. Mình một to một bé đã ngân. Mình nói rồi, cái này ngon hơn người yêu Bách các bạn. Cố lên. Người yêu Bách nó như nào? Được ăn chưa? Chưa nhìn thấy rồi anh ạ. Chưa nhìn thấy mà biết nhìn thấy rồi anh ạ. Rồi, đấy các bạn ơi, lương sắp hết rồi nhá. Còn nửa cái nữa bằng Bách thôi các bạn ạ. Bách gạo tướng ạ. Cố lên. Cái của lương này là bánh đỗ ra các bạn. Toàn đỗ rồi. Tắt đỗ rồi. Bách không thế các bạn. Có cả thịt nữa. Ngán. Chính nhà Bách ăn xong lấy cái tay này bôi lên đầu vuốt thành keo luôn. Đúng rồi. Tạo kiểu thích kiểu gì cũng được. So xong đi còn được. Cái so xong được còn được. Lạnh thật ý. Tắt đỗ rồi các bạn. Cố lên. Rồi. Nó thở ra. Nó thở ra. Yeah. Đầy bụng thật các bạn. Ăn còn no chưa? Hỏi đi ơi, tập trung mà ăn đi. Đấy, Bách nhanh đi. Có hỏi nhiều các bạn. Đấy, Lương với Bách cũng không ăn được chịu thua nhá. Không cố. Đấy, Bách là hai bánh trưng rồi, cũng rất là to. Lương thì cái này là cái khổng lồ các bạn ạ. Đấy, em và anh ăn hết cái này cũng rất là siêu đẳng cấp. Hút hút của chóp. Hút chóp luôn. Mỗi người ăn bánh này hơi bánh này. Rồi, bánh trưng mà. Nó dính, Bách lên đi. Lương sắp hết rồi. Cố lên. Đấy, em gái mình ăn hết một cái bánh trưng khổng lồ bạn chưa? Dã man chưa? Dã man con ăn chưa bạn ơi? Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Quá đẳng cấp. 1.000 like trên thẻ bạn ạ. Và tôi đang ngủ mơ bánh trưng luôn. Rồi, Bách ăn bánh trưng này là chắc tết không dám ăn luôn nhỉ? Bà Bách ơi,
Bà Bách đừng có bôi áo tới nhá, bữa nắp ấy. Ngấy à. Ngấy à các bạn. Nói chung là ngấy các bạn ạ, à. Nói chung là hai cái là ngấy rồi. Mình thấy hôm nay mình giống người Ấn Độ. Ăn bốc. Ăn bốc. Kiểu tôn trọng thức ăn ấy, tôn trọng người thăm thức ăn. Các bạn ơi, giống cả Indo các bạn, Indo người tay bốc các bạn ạ. Đúng rồi, yeah. Mai này Indo. Rồi, cố lên. Thế ở Mường nó có bốc không? Không anh ạ. Đúa hết anh. Việt Nam một khác Indo các bạn. Cố lên nhá. Đưa nhanh lên đi. Đấy các bạn ơi, ăn bánh chưng này ăn lâu không bạn ạ? Mình bắt đầu thấy ở cay rồi. Cay. Đừng ở bắt cay của. Ở cay. Chua đi ở ngoài kìa. Cô lếp phải ăn ngấy đầy bụng kinh khủng luôn. Đấy. Bánh chua đi. Không có gọi ơi. Bánh vừa chốt tầm này cũng mà có anh đi bằng đầu. Mình đi xuống ruộng luôn các bạn ạ. Rồi, cố lên. Đấy các bạn ơi. Tốt đi. Chốt đi. Lò phết đấy nhỉ. Rồi. Em gái ăn thế nào rồi? Cũng rồi. Mẹ quá các bạn. Yeah. Bắt đầu đi. Bây giờ khỏe đấy. Cũng khỏe ăn hết cái bánh ấy. Bánh. Đẹp nhiều lắm. Rồi ra đi. Rồi ra đi. Cố lên. Tầm này còn ít này mà. Cố đi. Còn ít này chốt đi. Đỡ đi. Thôi chốt nhá. Nhìn mọi người ăn rồi mình thấy ngấy luôn các bạn. Mình cũng ngấy ngấy các bạn. Rồi chốt đi. Bánh chốt đi. Wow. Yeah. Đâu cả mỏ. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ai bốc trước ơi? Chưa là người bốc trước ơi. Cho bánh bốc đi. Bốc em ơi. Bốc cái nào hồi trắng lương. À này, lương bốc đi. Mình bốc luôn các bạn nhá. Ui. Ui ôi, bánh chưng nhỏ các bạn ơi. Bánh chưng nhỏ ạ. Lương nhỏ rồi. Ôi ôi. Bánh chưng nhỏ. Mày đấy. Bánh chưng nhỏ ạ. Chết rồi. Bánh dơ lên nhìn. Bánh chưng vuông to anh em ơi. Rồi. Bánh chưng to các bạn ơi. Bánh chưng tròn to à. Rồi hai to bên này các bạn ạ. Ok. Rồi các bạn ơi, bánh chưng nhỏ của Lương nhá. Mày đấy. Của anh Hoàng rất là may. Ui ôi, bánh ăn nốt được cái này nữa thì đúng là kỷ lục Guinness các bạn ạ. Thái nhá. Các bạn ơi, giờ đen rồi các bạn ạ. Rồi nhanh đi. Đấy, bánh có đi tiếp không? Bánh chạy rồi các bạn. Đấy. Thôi anh ơi. Ơi. Em chịu thối luôn này ạ. Chịu thua à? Em no rồi. Cái một cái tròn cái vuông rồi. Dạ no rồi, em không ăn nữa đâu. Chim cút đi. Cho dù ăn rồi em không đi được em nữa anh ạ. Chim cút thôi em chịu thôi luôn. Em én đi. Chim én đi. Em chim cút đi. Rồi chim én rồi. Gánh ngồi đi vào. Bánh này nó ngấy các bạn. Đen thật các bạn ạ. Vào cái to này không biết mình có ăn hết không các bạn ạ. Gánh mới có hai cái nhỏ á. Giờ cái to đơn giản. Gấy gấy hay ai ạ? Gấy thật. Công nhận. Ờ cày các bạn. Rồi Khánh ngồi sang bên cạnh đi. Yeah. Anh ngồi chơi người ta ăn giờ này thế nào rồi? Nói không phải, nói như các bạn ạ. Lấy kiểu cái cày các bạn. Nói kiểu nó ợ hơi nhỉ. Anh đầy bụng, nó kiểu đầy bụng luôn ạ. Cố lên. Mời các bạn nhá. Ngại cái khoản bóc bánh quá các bạn ạ. Đúng rồi, bóc bánh trả tiền nhưng mà bóc bánh không phải là tiền các bạn. Đúng rồi. Ê, bóc bánh mà cố gắng là được tiền các bạn nhé. Cố lên. Hôm nay ai là người cuối cùng ngừng ăn sẽ được phần thưởng của mình các bạn ạ. 5 triệu đồng. Hôm nay Lương khả năng chiến thắng đấy, Lương may đấy. Nhưng vừa ăn một cái to rồi các bạn ạ. Ba người ăn như nhau luôn. Khánh ở đây là may nhất. Không may đâu như nhau, như anh. Như nhau thôi. Rồi. Lương ăn nhiều nhất, Lương cái to à. Ý, Khánh mà ăn hết cái này cũng đẳng cấp này các bạn này. Đây bạn nhá. Yeah. Yeah. Cố lên.
Đấy, đưa ăn hết cái này là cũng ghê đấy. Đang ghê. Rồi Lương không ăn được chịu thua nhá. Chết gì? Ngấy rồi các bạn. Sự luôn. Kiểu gì ấy nhỉ? Các bạn mẹ ăn cá kho ngấy lắm rồi các bạn. Anh nhìn thua chưa? Thua. Rồi Lương chịu thua chưa? Dạ. Cố lên. Đừng nhét vào khoan được nhiều bạn. Ngấy. Khánh cố lên. Khánh lần đầu tiên vào cái toa bạn ạ. Dạ các bạn, giỏi rồi cái đít. Không sao. Ăn lần cuối rồi ra được. Phải ăn con này xong chắc tết nhìn bánh chừng sợ các bạn. Sợ các bạn ạ. Đừng sợ các bạn. Cố lên. Có ngày trước có bạn không gái em ăn một khoanh bánh chừng. Nhiều bạn còn nhìn bánh chừng không dám ăn. Ngày tết nó dai bị rồi đầy đầy bụng nhiều bạn nhỉ. Rồi Khánh nhà ăn mấy cái nhỏ nhỉ? Tha cái nhỏ anh ạ. Rồi cố lên Lương, cố lên. Em gái mình nay mặc bộ này trắng loa mà. Cổ lông nữa. Được cái rộng, mũ lông ấy rau tay tiện các bạn. Dính thật các bạn. Rồi, phải nhanh nhanh lên đi. Dính tay các bạn. Ủa là ngấy nhỉ? Ngấy ấy. Ngấy không? Ngấy các bạn. Ngấy. Cố lên. Ở trong bánh kiểu bánh mùa ngoài không phải bánh nhà mình ngoài anh nhỉ? Ở ngoài người ta cho mỡ nhiều ấy. Nói chung là bánh mùa ngoài không ngon. Nó có... Ở bên trong nó có thịt nó ngấy lắm ạ. Ngấy à các bạn? Sợ. Nhưng sợ bánh chừng vậy. Mình cũng sợ. Cố lên. Lương chịu thua chưa? Chưa. Thôi. Khánh ăn rồi cảm thấy nào rồi? Ngã rồi anh ạ. Cố lên. Thế này ai mời mình bánh chưng chắc mình. Ví dụ đi đâu ai mà gắp cho khoanh bánh chưng chắc à? Dạ, sang nhà bạn gái rồi. Bố mẹ bạn gái gắp cho khoanh bánh chưng không ăn thì bảo là mày quay thừa cái bánh không ngon mà ăn mà sợ mà. Đúng rồi. Tết năm nay Lương vào mình chúc Tết mình gắp cho khoanh bánh chưng to nhất. Nước này là mình phải gắp cho khoanh bánh chưng to à bạn. Các bạn nào nó qua cầu dây. Cố lên. Mỡ. Các bạn ơi, thôi mình vẫn phải ăn. Đúng rồi, khi ăn thì phải ăn rồi. Cố lên. Ý, anh ăn khỏe không? Cố lên. Nương cố lên. Nói to lên mà các bạn mới nghe thấy được. Nó bé các bạn không thấy đâu các bạn nhỉ. Nói đi nha, đi gì. Hơi ngán các bạn ạ. Không ăn được thì chịu thua nhá. Đó là những cái đồ lếp ăn nó hay bị đầy bụng các bạn. Mình cảm thấy đang bị đầy bụng các bạn nhá. Rồi. Nói chung là ăn đồ lếp thì đương nhiên nó đầy bụng rồi. Đặc biệt là bánh chưng. Các bạn ơi, mình ngấy lắm rồi các bạn. Cố lên. Nương cố lên đi. Nương sắp hết rồi các bạn nhìn này. Không còn sung như vòng đầu tiên nữa rồi các bạn. Nói chung ai ăn đến vòng này cũng sợ rồi các bạn ạ. Sợ rồi. Đấy lắm rồi các bạn. Mỗi người là bao nhiêu cái bánh chưng rồi? Mình hai cái bánh bé một bánh chưng dài các bạn. Mình là một cái to một hai cái bé các bạn. Mình một to hai bé. Cố lên. Ngấy.
Ngán. Rồi có một cắn to mình ra. Cái gì thua chưa? Chưa. Rồi. Cái gì thua chưa? Chưa. Khỏe phết các bạn này. Hy vọng vòng sau mình sẽ vào cái bé nữa các bạn ạ. Bỏ to hơn. Chắc là chim cung cút các bạn. Ngấy thật. Thôi ấy, bánh trưng ngấy à. Mình lắm các bạn. Thấy các bạn chắc các bạn chưa từng ăn nhiều bánh trưng như mình ăn ngày hôm nay các bạn. Bây giờ một cái bánh trưng to dài như kia nhá, cả nhà mình ăn các bạn, có khi còn không hết ý. Cố lên. Đấy. Em gái mình ăn hai cái bánh nhỏ, một cái bánh to à. Sợ thật. Dã man. Cố lên. Mình chốt các bạn nhá. Rồi chốt nhá, Lương chốt rồi nhá. Anh Hoàng chốt rồi. Người kinh khủng. Cái anh ăn khỏe nhanh. Nhưng mà người anh ạ. Tôi mới chốt luôn các bạn. Ai à. Rồi. Tập ấy. Qua thì thua chưa? Thua. Rồi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai bước trước đây. Anh bước trước đi. Hai. Làm bước trước đi. Bánh trưng tròn to các bạn ơi. Wow, bánh trưng tròn to các bạn ạ. Vuông to à. Thôi sao các baby ơi. Bánh trưng nhỏ các bạn ơi. Rồi, đẹp thế nhở. Ok. Rồi bạn ơi, Lương bánh trưng nhỏ nhá. Yeah, Lương đỏ hết nhở. Anh Hoàng bánh trưng dài này, to này. Wow. Đẹp thật. Rồi, Khánh vuông to. Vuông to các bạn. Sợ thật. Hai vòng rồi các bạn. Các bạn ơi, ở lên toàn một bánh trưng. Ở lên nó cay. Ở nó cay cay rồi, có hạt tiêu anh nhỉ. Các bạn ơi, Lương may mắn đấy các bạn ạ. Lương đỏ ra đấy. Anh Hoàng chắc vòng này ra rồi, Khánh vòng này ra rồi. Mình thi trái. Chưa chắc đã ra mình đâu. Mình hai bốc phải đỏ lắm nhá. Chưa biết được các bạn ạ. Mình ăn hơi. Rồi Lương thắng liên tục các bạn nhỉ. Hơi khỏe đấy các bạn nhá. Ô lên. Còn mình nói nhiều nhiều lạc các bạn ạ. Nghe bánh này có vẻ nhìn xanh nhìn cuốn đấy. Gì nắm vỏ thế. Cái mà anh em nha. Ăn đi em. Wow. Rồi chơi ăn vào đấy là rồi. Lo ngã rồi anh ạ. Ngấy lắm các bạn. Đấy không ăn được chịu thua nhá. Muốn ăn rồi các bạn. Lương ăn rồi mà người chơi người ta vẫn chưa bóc xong các bạn ạ. Nó to quá các bạn. Cố lên. Bánh này mình xanh rồi đấy các bạn nhỉ. Ngon đấy nhỉ. Đấy à. Rồi Lương ăn thế nào? Mình cố. Cố đúng không? May nói chung là mình biết là Lương này. Chắc chỉ cố vòng này thôi, vòng sau chắc là lựa. Đấy, anh Hoàng ăn đi. Mình mời các bạn nhá. Anh Mường bóc nhanh lên, ăn nhanh lên. Không cần bánh trưng bóc bãi không sao. Mấy hả các bạn? Còn mình bóc khó lắm các bạn. Thôi, mình bóc tầm này các bạn. Rồi. Khánh chỉ đỏ đầu thôi các bạn nhá. Đấy, ăn chưa? Cố lên. Mới lắm rồi. Bóc rồi phải ăn hết nha. Phí ấy. Lọ nào ăn được hết cái bánh trưng to đấy. Anh được anh ạ. Không ăn được. Lọ ăn hết to cả cam mới ăn nữa. Đấy, Lương ăn mạnh lên. Em gái mình vòng này may các bạn nhá. Đỏ anh nhỉ. Đấy hết nửa cái rồi. Ui, ngon chưa. Anh Hoàng sao đấy? Ghê cổ quá ạ. Rồi, Khánh bóc hết rồi. Ngã thật sự luôn các bạn ạ. Mẹ. Cố lên. Đèn, hai em đèn quá các bạn. Đấy, em gái sắp hết rồi các bạn nhìn này.
rất nhanh. Ăn bánh chưng có nhân mỡ béo nhá. Bùi à, mùi hạt tiêu. Cố lên. Anh sao đấy? Nghe thế chó bạn. Này sao? Anh xin thua. Chưa thua á? Ghê cổ không ngoan được ông ạ. Cố lên. Thua rồi, đúng rồi các bạn. Rồi anh chịu thua gì? Chịu thua các bạn, mình chịu thua ghê hết cổ rồi. Rồi, thế anh ra đi. Anh chịu thua chưa? Chưa, mình cố với cùng người cố các bạn. Rồi. Cố đi. Lương chốt đi. Rồi, lương hết các bạn nha. Giờ mình khánh nữa thôi. Khánh ơi. Sao? Anh Hưng ơi. Ơi. Anh vừa anh ạ. Ngấy vừa anh ạ. Nó ăn vừa anh ạ. Thế bóc ra làm gì khi bánh chưng các bạn nhỉ? Đấy các bạn ạ. Rồi, anh Lương là người chiến thắng. Yeah.